hình ảnh về hoạt động phòng không của Iran chống lại đòn tấn công của Israel. Một đoạn video được đưa lên mạng xã hội X cho thấy hoạt động của lực lượng phòng không tại Isfahan, Iran nhằm vào các mối đe dọa trên không bay tới từ Israel. Hãng tin ABC dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết tối ngày 18 tháng 4 theo giờ địa phương, tức là sáng 19 tháng 4 theo giờ Hà Nội, tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran. Hãng thông tấn Fars của Iran cũng đưa tin một tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại một sân bay ở thành phố Isfahan, nhưng chưa rõ nguyên nhân. Hiện một số chuyến bay đã được yêu cầu chuyển hướng khỏi không phận Iran. Cuộc tấn công xảy ra 5 ngày sau khi Iran đã tiến hành điều hàng trăm thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa tiến hành tấn công trả đũa vụ không kích tòa nhà lãnh sự trong đại sứ quán Iran tại Syria hôm ngày 1 tháng 4 mà Tehran cáo buộc là do Israel thực hiện. Lãnh đạo quân đội Iran hé lộ chỉ sử dụng vũ khí lỗi thời trong cuộc tấn công Israel. Tehran chỉ sử dụng tên lửa lỗi thời nhưng đã buộc Tel Aviv và các đồng minh phương Tây phải sử dụng tối đa nguồn lực để phòng vệ. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đã dẫn lời ông Amir Ali, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ thuộc IRGC cho biết thông tin trên. Ông Amir Ali nêu rõ, chúng tôi tấn công Israel bằng vũ khí lỗi thời và phương tiện tối giản. Chúng tôi không triển khai các tên lửa như là Khorram Shah, Shayzi, Shahid Hai Qasem, Khayba Sheikhan hay Fatah 2. Chúng tôi chỉ với một phần nỗ lực tối thiểu nhưng đã buộc Israel và phương Tây phải sử dụng tối đa vũ khí. Gần đây, hãng thông tấn bán chính thức Meh cho biết hàng chục máy bay không người lái cảm tử Shahed 136 tham gia chiến dịch tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel đêm 13 tháng 4. Chuyên gia về quân đội Iran tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Đức, ông Fabian Hinz phân tích rằng Iran cũng đã triển khai tên lửa hành trình Pavel 351. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 16 tháng 4 cho biết Iran đã bắn 300 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cùng thiết bị bay không người lái tấn công Israel đêm 13 tháng 4. Ông Yoav Gallant thừa nhận có 4 tên lửa đạn đạo đã vượt qua được hệ thống phòng không của Israel. Ngày 14 tháng 4, tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, tướng Mohammad Bagheri tuyên bố cuộc tấn công của nước này và lãnh thổ Israel đã đạt được các mục tiêu và kết thúc, nhưng ông cũng bắn tín hiệu sẵn sàng cho chiến dịch lớn hơn nếu Israel có động thái leo thang. Ngày 16 tháng 4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian khẳng định Tehran không theo đuổi việc gây leo thang căng thẳng trong khu vực. Iran và Israel, từ đối tác thân cận đến kẻ thù chuyển kiếp. Từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979, mối quan hệ giữa Tehran và Tel Aviv liên tục xấu đi, thậm chí tiến tới bờ vực chiến tranh. Khi bóng ma chiến tranh giữa Iran và Israel vẫn đang lơ lửng trên bầu trời Trung Đông, khó có thể tưởng tượng rằng chỉ nửa thế kỷ trước, hai quốc gia là đối tác thân cận vào giữa thế kỷ 20, lực lượng an ninh Iran thậm chí từng được tình báo Israel Mossad đào tạo, theo Al Jazeera. Tuy nhiên, kể từ cuộc cách mạng Iran năm 1979, quan hệ giữa hai nước đã chuyển từ đối tác thành kẻ thù không đội trời chung. Cuộc cách mạng Hồi giáo là bước chuyển lớn trong lịch sử Iran hiện đại, đem đến thay đổi lớn cả trong tình hình nội bộ lẫn tầm nhìn đối ngoại. Trong số các nước bị phong trào cách mạng coi là đáng trách, Israel mang nhiều tội hơn bất cứ quốc gia nào. Giáo sư David Menashe, chuyên gia về Iran tại Đại học Tel Aviv Israel, viết trên trang web của Trung tâm Wilson, Mỹ. Đối tác trong lịch sử. Dưới triều đại Pahlavi tại Iran, trị vì trước cách mạng Hồi giáo, quan hệ giữa Iran và Israel tương đối thân thiện. Iran thậm chí là quốc gia Hồi giáo thứ hai sau Thổ Nhĩ Kỳ, công nhận Tel Aviv sau khi lập quốc. Theo nhà nghiên cứu lịch sử Eric Kivenderlands tại Đại học Oxford, Anh, động thái của Tehran nhằm bảo vệ tài sản của nước này tại Israel, cũng như bảo vệ khoảng 2.000 công dân Iran đang sinh sống tại đây. Nhiều người trong số đó bị quân đội Israel tịch thu tài sản. Trong khi đó, việc khơi thông quan hệ với Iran giúp nhà nước Do Thái non trẻ thoát cảnh đơn độc giữa Trung Đông thù địch. Để phá thế cô lập tại Trung Đông, Thủ tướng Israel lúc bấy giờ là David Ben-Gurion thúc đẩy quan hệ với các quốc gia phi Ả Rập ở rìa Trung Đông. Ông Kivedelens nói với Al Jazeera, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là những ví dụ thành công nhất. Mối quan hệ giữa hai nước trải qua thời kỳ căng thẳng ngắn sau khi Thủ tướng Mohammad Mossadegh, người có tư tưởng dân tộc, nắm quyền tại Iran năm 1951. Tình hình chỉ thay đổi sau khi ông Mossadegh bị Anh và Mỹ lật đổ vào năm 1953. Quan hệ song phương phát triển về cả chính trị lẫn thương mại. Iran là một trong những nguồn cung dầu chính cho Israel. Hai bên cũng phát triển quan hệ quân sự, nhưng ít được đề cập để nhằm tránh phản ứng từ các nước Ả Rập. Israel cần Iran hơn là Iran cần Israel, ông Kivedelens nhận định. Israel cần đối tác ở Trung Đông, nơi tương đối bài Israel.
Cuộc cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 đã khiến cho mối quan hệ Iran-Israel đảo chiều hoàn toàn. Chính quyền mới tại Tehran cho rằng Tehran cần đứng lên chống lại các cường quốc và đồng minh tại khu vực. Với thế giới quan mới, Mỹ và Israel bị coi là kẻ thù hàng đầu. Iran cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel, hủy bỏ các đường bay thẳng và ngừng cho phép công dân hai bên thăm lẫn nhau. Tòa đại sứ quán Israel tại Tehran trở thành đại sứ quán Palestine. Theo ông Tista Pashi, phó chủ tịch điều hành Viện Nghiên cứu Quincy của Mỹ, cho rằng Ayatollah Ruhollah Khomeini, nhà lãnh đạo Iran năm 1979, muốn biến vấn đề Palestine trở thành một phần của phong trào Hồi giáo, thay vì chỉ dựa trên chủ nghĩa dân tộc Ả Rập, để vượt qua sự chia rẽ giữa người Ả Rập và người Ba Tư, cũng như chia rẽ Sunni, Shia. Iran có lập trường mạnh mẽ hơn trong vấn đề Palestine. Qua đó họ tạo dựng uy tín trong thế giới Hồi giáo, cũng như đưa các chính quyền Ả Rập thân Mỹ vào thế phòng thủ, ông Pasti nói. Đối đầu nhiều mặt trận. Khi cả Iran và Israel đều tìm được cách củng cố quyền lực và ảnh hưởng tại khu vực trong những thập kỷ sau đó, mối thâm thù giữa hai nước ngày càng sâu đậm. Ngoài Palestine, Iran được cho là còn hỗ trợ nhiều nhóm vũ trang khu vực tại Syria, Iraq, Liban và Yemen. Mạng lưới thân Iran này đều có điểm chung, coi Israel là kẻ thù số một, trong khi đó Tel Aviv cũng ủng hộ hàng loạt tổ chức chống chính quyền Tehran. Căng thẳng giữa Israel và Iran không chỉ được thể hiện qua khác biệt hệ tư tưởng và các cuộc chiến ủy nhiệm. Cả hai nước đã được cho là đứng sau hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào đối phương, cả trong và ngoài lãnh thổ của nhau, điều hai bên đều phủ nhận. Chương trình hạt nhân của Iran là một trong những mục tiêu công kích hàng đầu. Israel, nước được cho là cũng đã bí mật phát triển vũ khí hạt nhân, từng tuyên bố sẽ không bao giờ cho phép Iran phát triển loại vũ khí này. Trong khi đó, Iran nói chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự. Israel và Mỹ bị tình nghi đứng sau Stuxnet, loại virus máy tính đã gây thiệt hại nặng cho các cơ sở hạt nhân của Iran vào những năm 2000. Các cơ sở này cũng nhiều lần bị tấn công. Iran tuyên bố Israel là thủ phạm. Ngoài ra, Israel cũng bị cáo buộc ám sát hàng loạt nhà khoa học hạt nhân Iran. Tháng 11 năm 2020, Mohsen Farizadeh, một trong những chuyên gia hàng đầu, bị một khẩu súng máy tự động sát hại ngay trên đường phố Iran. Đầu tháng 12 cùng năm, CNN dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Israel đứng sau vụ ám sát. Theo ông Pasti, những nguyên nhân gắn kết Iran và Israel trong thế kỷ trước, mối quan ngại chung với chủ nghĩa dân tộc Ả Rập và phần nào đó là Liên Xô đã không còn nữa. Điều này càng khiến Tehran và Tel Aviv khó phục hồi quan hệ. Trong cuộc cạnh tranh giành sự thống trị và quyền lực ở khu vực, hai nước đã bị kéo vào một cuộc chiến cường độ thấp trong hơn một thập kỷ trở lại đây, vị chuyên gia nói.